Tôi xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi tìm mối cho nói tìm phải bốn modeling roof football. Tổng mà kết dư nâng chọc cái này lựa chọc nhưng phở bồn liên trên đồ pro bồn liên bóng. Hãy chọn cái cứ dương thuê cái vẹn nôn đó nó dựng bật vẹn nôn. Với nó bị dương mơ bị khổng tới cho nó không tốt dương khơi lệ nạ xây xây tiết này. Này không tốt dương còn tác dương vô về nó một bật mà mọi khơi lại nạn nơi khẳng khăn nông to tiền ta như một bà lưu phải chá open ở chỗ máu thế chúng ta bố nè bố cứ dương miếng plan đi hỏi tại sao bố nó kia bố là slap chung như mình cho mạch thời gian plan bố lê nè chứ còn là do elevation mà cú cứ ban thành một đòn chẳng như trong tam phú đã xa nhưng phù bị chuyển tới tới nhé cụ bị chuyển nhưng do láng nhưng phở bị cái lá bị chết ở bị chuyển như vậy sẵn cụ chỉ bị lại nít lại nít lại nít lại nít đó chúng mình chọn close chứ như bạn một vĩnh họ dùng thử cả extrude nhé. Ok, chứ dùng mũ lượng nào, coi phải chứ dùng phở snap bay chứ mũ trực tiếp nước lại nè chứ dùng trả sáo, dùng mũ đi chung lệnh nè đo chung lệnh hàng nè nhưng khi thân lượt nè, miền chung lệnh khá lắc lượt chứ dùng tập đơn tầm phùm nè, dùng thoại thân mối trong dùng cấp trực đòi tiền bay còn nè bảy con đi rồi ok thì anh mơ là phân dụ chứ cố nè phân dụ chứ cố của trời này chứ nó sao chúng lại lực chúng lại lực cứ đổ lúc cứ thử cái cắt cháo đấy thì cắt cháo phía chúng lại đi mà đo lại nè nè dùng mơ là nè dùng mơ lại đi khơi nhạc lại đi mồi nè hay nâng lại đi mồi tiền đấy nè nó chuẩn bị lại đi mồi tiền. Ok, nhụm đọc đi cho với nhụm ai thay là vô đi cho là sao nhụm bắn cho nhụm cú nhụm ai dốc bọc một cú của bà đấy bọc snap bấy nè chuẩn bị nè cho đang bị lại đi máu mà đo chuẩn bị lại đi máu nè chuẩn bị lại đi máu dự kiến chúng ta sẽ lưu tới nè chồng máu tổng một tiết chuyên thư ca mù viện phật nè mù viện phật dự ăn hai mà bình máu hoặc bây giờ dừng hai mà nhấn ok dự sốc chất ao giờ vì lực cho ao bị thông nè cũng ao bị khoát chúng ta bị khoát cho lại đi chân này ao bị khoát cho chúng smile nè chúng mình smile lại đi nè smile lại đi nhưng cho hit máu snap trả sáu chúng mình trông lại đi nè ba chúng mình lại đi thế khăn đi một đón trả sáu để được ạ đi cái một đón trả sáu với nhưng cho chúng mình trông khăn đi máu một ba chục mười thằng này, thế cái chi chuẩn này để lừa hết, chúng tôi bố những anh thứ ta cắt bàn này, thế lọc lọc thành cháo, những anh thiệp nếp lăng này là để lấy cái miên chuyển hay là cào này nhìn cho chỉ cổ isolate máu. Thế nhưng mù trên một tích nó mù trên tích chậm rõ tiết tại sao bằng mấy nhiêu mưa thôi nè mình lại đi một lại đi trở lại đòn một thế nè lại đi chân đá chậm sáu nè mình lại đi ba chục mười lại đi thế
ដោះស្លឹកវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើការចោះយើងមានកន្លែង error មួយកន្លែងនេះនេះហើយມັນມັນវារត់ណាស់ឬមួយយើងយើងមូលខុសចែកទីអីមួយយើងមូលមកវិញមកណាយើងបើ snap 3 ម៉ោងមិនប្រើ app constraint នេះចាក់សោចេះបដ ாய் ទេណាហើយយើងខុសអីលក្ខណៈកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាអូខេយើងបាត់ទៅវិញធ្វើការមូលដងទៀតអាប់ strength យកអាប់យកអាប់ iterate វាចាក់សោចំណុចកន្លែងនេះប៉ះជាមួយកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះហ្នឹងហើយមើល front view ណា front view ប៉ុន្តែយូយើងយកអាក់នេះម្ដងបោះសោវាវិញជួយលើកអាក់នេះបិទវាវិញទីកន្លែងនេះចំឡែកនេះមកនេះត្រូវហើយបោះស្លេចបោះយើងកាត់ជាងលើនេះយើងប្រើ compound ដូចយើងចូលជិចទៅលើ create compound boolean ម្ដង add operand នៅក្នុងនេះយើងយក substract ដកម្ដងពីមើល object នេះមកគឺតាក់បាត់តែម្ដងនេះណាចំណុចតែនឹងនេះកន្លែងនេះទៀតគឺតបគឺប៉ាត់តែនឹងឯងហេតមកទៀតបាននេះចាប់ដើមយក symbol នៅពាំងននចូលណាយើងបកមកខាងនេះយើងវិញមកមើលរូប content យើងបោះចូលមើល file open នេះយើងមកដាក់ចំទីតាំងឡែកណាក៏បានដែរចុះដើមចំណុចខាងក្រោមមុនទៅណាខាងក្រោមមុនទៅពេញដល់បើយើងយកទ្វារនេះយើងមកសិក្សាវិញណាយកទ្វារនេះមកសិក្សាតែម្ដង isolate move យើងមើលក្នុង front view move តលើអូខេចំណុចនេះគឺអាចជាចំណុចខ្វះវិញណាគេដាក់អញ្ចឹងមកខ្វះយើងប្រើ edit poly អត់តើទេដោយសារបន្តិចច្រើនយើងមើលយើងប្រើ edit poly អត់តើទេបន្តិចវាច្រើនមែនតើណាបន្តិចមានចំណុចខ្វះខ្វះវិញនេះអញ្ចឹងមានតែកន្លែងនេះមួយទេដែលយើងប្រើបានលុបចោលវិញមានតែ fd ទេណាដែលអាចប្រើបានអូខេចាប់ពីយ៉ាងនោះអញ្ចឹងយើងអុកអុកពីនេះមកនេះយើងអាចคลิกមួយជាបានទេតិចមួយទេគឺនៅសល់ចំណុចមួយណាចឹងយើងអស់មកចឹងអស់ឲ្យវាលើចុះតែចឹងដែរឲ្យវាលើបន្តិចចុះអូខេបោះវាចោល isolate ឃើញទាំងអស់មកយើងមូវមកមុខមូវមកមុខអូខេកុំឲ្យខ្វះណាហើយកុំឲ្យវាលើមកល្មមបានដែរអូខេចឹងនៅសល់ខាងលើយូរមួយទៅខាងលើទៀតទៅអូខេខាត់មកខាងមុខនេះនេះធ្លាយណាធម្មតាចេះយើងអាចចាប់ពីចំណុចខ្លៃនេះណាតែសារនេះយើងយកចេះតិចទៅបើយើងយកស្ទើណាយើងយកស្មាលគឺស្ទើយើងយកស្មាលចឹងសូមចិត្តឲ្យលិចមកចេះចុះហើយយើងធ្វើការ copy វាណា copy មកមួយទៀតមកចង់មកមកតើក៏ទីតណាកុំឲ្យជន់ផ្ទៃគ្នាតិចបាក់ពេញហ្នឹងអូខេចំណុចនេះមួយទៀតកុំឲ្យធ្លាយណានិយាយលុបអាកន្លែងនេះចោលបានទេព្រោះពួកយើងទុយទៅការដងហុំទុយក៏បានមិនចាំបាច់ទៅការដងហុំធំទេអូខេនេះមកវិញចឹងមកចុងក្រោយនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ទេពួកអីយើងមើលអត់ឃើញណាយើងអាចចំណុចទៅមើល 3D យើងឡើងវិញអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណអរគុណសូមជម្រាបលា